đúng 0 giờ ngày 4 tháng 3, 12 chốt kiểm soát cách ly phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Sơn Lôi chính thức được tháo dỡ. Người dân bày tỏ niềm vui sướng và hân hoan khi cuộc sống được bình thường trở lại. Đúng 0 giờ ngày 4 tháng 3, 12 chốt kiểm soát cách ly phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Sơn Lôi chính thức được tháo dỡ. Trước đó, ông Bùi Hồng Đô, Chánh Văn phòng tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố hai quyết định về việc chấm dứt hoạt động các trạm cấm tạm thời và 12 chốt kiểm soát cách ly trên địa bàn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc có 11 người nhiễm COVID-19, trong đó 9 trường hợp tại huyện Bình Xuyên, riêng xã Sơn Lôi có 7 người. Nguồn lây nhiễm ở tỉnh này xuất phát từ nhóm 8 công nhân đi tập huấn ở Vũ Hán, Trung Quốc về nước hôm 17 tháng 1. Xã Sơn Lôi có khoảng 2.800 hộ với 10.641 nhân khẩu bị cách ly hơn 20 ngày để phòng dịch bệnh lây lan. Từ ngày 13 tháng 2, tỉnh Vĩnh Phúc lập 12 chốt trực 24/24 tại xã Sơn Lôi để kiểm soát việc ra vào vùng dịch, phun thuốc khử trùng, xử lý y tế, giải thích cho người dân về cách phòng chống dịch bệnh. Lực lượng chức năng cũng ngăn chặn việc đưa ra khỏi địa bàn những vật phẩm, động vật, thực phẩm có khả năng lây lan dịch bệnh. Sau 21 ngày không phát hiện thêm ca mắc mới, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức buổi công bố quyết định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 về việc chấm dứt hoạt động của 12 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã Sơn Lôi. Lực lượng chức năng tháo dỡ barrier chắn vào trung tâm xã Sơn Lôi. Lán trại của các lực lượng chức năng cũng được tháo dỡ ngay trong đêm. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên gửi lời chúc mừng xã Sơn Lôi đã đạt được kết quả đáng trân trọng bước đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh lây lan ra 78 quốc gia trên vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, Thứ trưởng đề nghị người dân không chủ quan, đề nghị BCD của tỉnh, huyện và xã tiếp tục huy động toàn bộ hệ thống phòng chống dịch. Video liên quan bà Hoàng Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bắt tay chúc mừng và gửi lời cảm ơn tới đội y bác sĩ, lực lượng công an làm việc liên tục 20 ngày đêm tại các chốt kiểm tra của xã Sơn Lôi. Các phương tiện lần lượt được tự do ra vào xã Sơn Lôi sau khi hết thời gian cách ly. Cảnh sát giao thông phân làn sau khi các chốt trạm được tháo gỡ. Anh Nguyễn Văn Dũng vui mừng được về nhà tại xã Hương Canh, sau 20 ngày bị cách ly bên trong xã Sơn Lôi. Niềm vui trên gương mặt người dân xã Sơn Lôi. Chính thức từ ngày 4 tháng 3, mọi công việc, sinh hoạt của bà con được trở lại bình thường như trước đây. Một nhân viên y tế được tăng cường xuống xã Sơn Lôi cho biết sáng mai, sau khi tập trung về các đơn vị, anh sẽ được khám sức khỏe và trở về với gia đình. Đó không chỉ là niềm vui chung của cá nhân anh, mà còn của bất kỳ lực lượng nào tham gia vào chiến dịch chống dịch lần này tại xã. Theo Minh Nhân Phương Thảo Trí Thức Trẻ Let's Explore Us,